Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay ngày 10 tháng 2, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Biến đổi nhờ lời Chúa, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Ti-mô-thê nhì chương 3 từ câu 10 đến câu 17. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Ti-mô-thê nhì chương 3 từ câu 10 đến câu 17, bản truyền thống hiệu đính. Về phần con đã theo sát các lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta. Cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Ta đã chịu những sự bắt bớ đó, nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả. Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì càng ngày càng tệ hại hơn. Lừa dối người rồi bị người lừa dối lại. Về phần các con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó từ ai. Và từ thuở ấu thơ, con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Câu gốc hôm nay được chép trong Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 15. Con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Khi Christine tìm mua một quyển sách để tặng Siêu-hu, người chồng Trung Quốc của cô, thì quyển sách tiếng Trung duy nhất mà cô tìm được là Kinh Thánh. Mặc dù cả hai đều không phải là người tin Chúa, nhưng cô hy vọng chồng mình sẽ trân trọng món quà này. Không ngờ, vừa nhìn thấy quyển Kinh Thánh, chồng cô đã nổi giận, nhưng cuối cùng anh cũng cầm lên đọc. Càng đọc, anh càng được thuyết phục bởi lẽ thật trong những trang sách. Buồn bực vì mọi việc diễn ra không như ý muốn, Christine cũng bắt đầu đọc Kinh Thánh để phản bác lại Siêu-hu. Ngạc nhiên thay, cô cũng tin nhận Chúa Giê-xu bởi những lời lẽ quá đỗi thuyết phục này. Sứ đồ Phao-lô biết rằng Kinh Thánh có quyền năng biến đổi. Trong lúc đang bị giam giữ tại La Mã, ông viết cho Ti-mô-thê, người mà ông dìu dắt rằng: "Hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, bởi vì từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh." Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ giữ vững mang ý nghĩa là trung thành với những gì Kinh Thánh bày tỏ. Biết rằng Ti-mô-thê sẽ đối diện với những sự chống đối và bắt bớ, Phao-lô muốn ông phải được trang bị sẵn sàng cho những thử thách. Ông tin rằng người học trò của mình sẽ tìm thấy sức lực và sự khôn ngoan khi dành thời gian để suy ngẫm những lẽ thật trong Kinh Thánh. Qua Thánh Linh, Chúa ban Kinh Thánh cho chúng ta cách sống động. Khi chúng ta nương náu mình nơi lời Chúa, Ngài sẽ biến đổi để chúng ta trở nên giống Ngài càng hơn, giống như cách mà Ngài đã làm với Siêu-hu và Christine vậy. Bạn đã được biến đổi nhờ dành thời gian đọc và suy ngẫm Kinh Thánh như thế nào? Bạn từng kinh nghiệm lời Chúa trở nên sống động trong cuộc đời bạn ra sao? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng dựng nên vạn vật, cảm tạ Ngài đã ban cho con Kinh Thánh là lời ban sự sống, con nguyện vâng phục và trung tín tuân giữ lời Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.